Hello anh em, nay mình tiếp nhận một con Hyundai i20 nha anh em. Tình trạng vì thủy kích nha, đi qua nước ngập, qua hơn nửa bánh xe và lắc mấy ngàn nha, và dính đề cũng được. Thì mình về kiểm tra lọc gió là nước rất là nhiều nha anh em, đó, chảy nước ra luôn. Bên này là Hyundai i20 nha anh em, tình trạng thủy kích đó rất là nhiều. Giờ mình sơ anh xem xong mình lên cầu thì mình tiến hành mình gớt máy xuống á. Nước vô sàn hết luôn nha anh em. Trong sàn là nước rất là nhiều. Này phải lọc sàn ra luôn. Đó anh em thấy chưa? Vô sàn nước không. Này mình tháo ghế lột sàn phơi nha anh em. Còn máy thì mình hãy gấp máy xuống. Đây mình đè đè không nổi luôn, đè nó sực 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 là nên đè không được, nên tiến hành mình phải gấp máy ra, đè rất là nặng. Đây mình quay sơ chi tiết anh em xem xong rồi tiến hành mình gớt máy xuống làm nha. Này máy đã gớt xuống nha anh em. Này máy là máy i20 nè. Này sàn đã lột nha anh em, còn nước động động lại nè, còn như mình đã lấy khăn mình dắt à, thấm dắt hết rồi nha anh em, là bỏ ngoài trời mình khô gió khô luôn nha anh em, mở cửa hết ra phơi gió khô sàn luôn, khô ráo phơi khoảng 2-3 ngày là khô hết, còn cái nỉ thì phơi chắc khoảng 3-4 ngày mới được khô ráo hết luôn mình mới bỏ vô nha anh em, không cái nỉ là nó ướt là nó hôi ghê lắm. Này nỉ đã tháo quăng ra anh em thấy không, nước rất là nhiều, mình đang phơi nắng nhẹp luôn. Nước còn thấy nước không, nhưng phơi nắng dưới trời là phải phơi mấy ngày nha anh em mới khô. Này còn máy quay về cho máy nó nhanh em, thì tiến hành mình tháo chi tiết ra nha anh em, làm quay sơ sơ vòng vòng cho anh em xem chi tiết vòng vòng, xong rồi tiến hành mình tháo ra.
anh em thấy nước không? Quá trời nước luôn. Đó. Nước cái này sao mà nó không nổ, sao nó máy được không anh em? Nói chung ngập mút đây luôn nha anh em. Thì mình thắt đầu quay về tới anh em tới đó anh em xem. Đây dấu nè. Thì mình quá mình thắt ở đâu thì quay sơ đó kiểm tra anh em. Kiểm tra sơ chi tiết rồi tháo và kiểm tra. Kiểm tra từng hệ thống nha. Có trục trặc gì thì mình thứ hai mình làm cho dễ. Giờ thắt ở đâu là tới đó. Cam phần cam phần ấy rồi mình tháo hết thì bấm nắp ngay nhanh em lắp bấm nắp ra thì thấy mấy cái lồng semi nè này mình qua sơn em xem xét hết lồng lên anh em nước cứ vô nằm đây nè anh em ạ này thấy ghê chưa xét hết cái lồng semi hết luôn. Rồi mình đã tháo xong hết rồi nha anh em. Cái này thì nó bị cong nhẹ nha anh em. Mình đo từ cái lốc mặt lốc thì nó bị cong nhẹ nha. Cong nhẹ hai hai cây. Anh em nhìn mà nhìn qua video thì anh em thấy nó cong đâu. Đó, và nó dính nè. Và lòng semi nó xét rất là xét nha. Rồi mình đã xong hết nhanh em. Giờ mình hành đi làm đồ. Tống lòng semi hết lại. Và miễn hay mới hết. Rồi đá đồ đá gì nhanh em. Mình vẫn rửa sạch sẽ hết chi tiết hết nha. Đây là mấy đồ chi tiết của nó nè. Mình rửa sạch sẽ thì mình quay sơ anh em xem rồi tiến hành mình ráp nha. Đây lóc, miễn dơ, miễn cốt gì đều nằm đây hết nha. Nắp đồ mình rửa mình sấy hết nhanh em. Đó, lòng semi thì mình đóng lòng mới lại nha.
còn lòng của nó là xét nghẹt và nó cắt vô á, khi mình đè ra là nó sượng đó, làm ma sát cái lòng nó xước nha, không xài được. Còn đây là miệng mới nè. Cốt đồ vừa sạch sẽ hết nha anh em, bóng tinh tươi luôn. Phần cam phần nắp lắp mình rửa sạch sẽ hết nha. Đây phần nắp nè, mình đã rửa sạch sẽ và sấy rồi và vô luôn, mình bỏ đó thôi, tiến hành lên thôi. Còn đây bếp bô hai bốn tay biên luôn nha anh em. Tay biên này thì mình có xem mình đã thay rồi nha, ở bốn ở ngoài là bốn cây cũ, ở trong bê tông là bốn cây mới nha. Cái này làm thay tay biên gin luôn nha anh em. Mấy cái đồ chi tiết nha, sơn cam giá giá sơn đồ lóc đồ mình đã bỏ hết đây. Đây phần của hút đề nha, bộ gôn chất măng đồ là mình rửa sạch sẽ và bỏ đây, mình chân sơn anh em xem xong tiến hành mình gắp bộ sức măng. Đây là bộ gôn đại tu. Cò hút với nắp cò mình sẽ hết nha anh em. Đây phần nắp cò nè, đây phần hút nè, rửa tẩy sẽ hết bô thớt rồi. Giờ chỉ chờ gáp thôi nha anh em. Nãy giờ mình gáp cốt rồi thì tiến hành vô bê tông nha. Này vô hết rồi thì mình quay kiểm tra anh em, quay coi nó bị sượng gì không nha, xong rồi lắc cái bãi dê nó có độ gơi nhẹ là ok. Rồi bắt thớt lên, bắt thớt lên anh em, xong rồi bắt đá te vô đây, nó gòn đại tụ nè. Xong cho lên nắp luôn nha anh em. Mấy động cơ bên đai này dễ gắp nha anh em. Nhưng mà mình đã căng cam luôn nha anh em. Đây mình quay sơ chi tiết cam cho anh em xem. Đây anh em thấy không, ngay mắt vàng vàng nè, dấu chấm đó. Đây ngay mắt vàng dấu chấm này anh em, mình đem vậy mắt vàng vàng này, mắt đen này dấu chấm này.
còn giữa là có hai dấu giữa nha, chối vô đó, em thấy không? Hai mươi dấu giữa thì mình chấm mũi dán vàng nhanh em xem nha, chứ nó không có màu vàng nữa nha anh em. Còn phần cốt thì nó có dấu chấm ngay cốt nha, đây rồi này, nó giống không, vô ngay mắt xanh đen này, vàng vàng đen nè. Còn cái kia là bơm nhớt nha, không còn dấu nha. Và hai ô cam chối vô nha anh em, đây chối vô đây, mình đã có hoàn chỉnh hết nha anh em. Giờ mình bỏ lên bàn tiến hành, mình cho hộp số vô nữa là mình cho lên máy nha anh em. Bô gấp cò đầu đồ bắt hết rồi nha anh em. Đây xe nó đây, mình gắp xong rồi cho nó vô luôn nha anh em. Rồi mình bỏ hộp số vô thì mình viết xiết mặt hộp số lại nha, thiếu hết chi tiết, và kiểm tra hết toàn diện lại còn thiếu gì không, bắt hết toàn diện hết đây nha anh em. Xong rồi cho tiến hành mình cho nó lên máy nha, và nổ thử. Rồi cho lên máy anh em, này thì bỏ dưới nó bàn nha, mình hạ cầu xuống là cái máy nó vô trong hầm máy nha. Xong rồi bắt bệ bắt đồ vô là xong. Đấy, máy vô mình kéo bàn ra anh em, xong mình cho cái phần đế vô, phần gầm vô nha, bàn thờ nha. Rồi nổ trong đêm như anh em, đó mình đã bắt hết chi tiết nha, bình bôi đồ bắt hết chi tiết nha anh em. À, máy đang nổ luôn nè anh em, máy không lăn quay nè, nổ rất là im nha đó anh em, nhìn cái máy đã biết nổ im hay không liền. Nổ chừng ngày hai ngày gì làm rửa xe là giao nhanh em. Nổi anh em, rồi sáng lại thì mình thăm nước nhớt ok hết thì nổ tiếp nha anh em, nổ cho nó khoảng 2 ngày là mình rửa xe ra được rồi đó, mình cho nổ hiệp nữa nè.